Với cả dựng như vậy còn hạn chế tai nạn nữa, tại vì khi mà ta chạy xe ngang qua, tự dưng thấy một cái dựng đứng lên như vậy, sau rồi người ta mới tò mò, người ta mới dừng lại, người ta ngó giống như vậy, thì làm sao mà chạy nhanh để gây ra tai nạn được. Rồi, và thường á, một năm người ta sẽ cúng 2 lần, trước khi cày ruộng và sau khi thu hoạch, kiểu như là cúng trước khi cày ruộng á, để cho là hy vọng á, là phỉ ta hét sẽ giúp cho họ có một cái mùa màng tốt, thuận lợi bội thu. Hello mọi người, video hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề khá là thú vị, đó là chúng ta sẽ nói về phim Bà Đồng, đó là tên tiếng Việt nha, còn tên tiếng Thái của nó sẽ là Răng Xồn. Cái chữ Răng Xồn này nè, trong tiếng Thái nó mà dịch ra tiếng Việt hả, mình nghĩ là nó có cái chữ mà nhập xác á, kiểu như lên đồng nhập xác á, giống như là sẽ có một cái linh hồn nó nhập vào xác mình á, đó là như vậy, nó được gọi là răng xồn á. Vậy nhưng mà mình là một người mà rất là sợ ma, cho nên là mình không có coi hết cái phim này, cho nên hôm nay á, thì mình chỉ phân tích về những cái niềm tin tâm linh của người Thái được thể hiện qua cái trailer của phim này mà thôi. Cái trailer khoảng gần 2 phút á, nhưng mà nó có rất là nhiều những cái điểm mà thú vị mà mình muốn kể cho mọi người nghe luôn á. Rồi, và đương nhiên cái này sẽ không kể chuyện ma nha mọi người, tại vì mình sợ ma, mình cũng chưa có coi hết phim nữa, mình chỉ coi những cái đoạn cắt ngắn 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 thôi à. Nhưng mà cho nên là những bạn nào mà sợ ma thì vẫn có thể coi được bình thường nha. Ok, nếu như mà sẵn sàng rồi thì bắt đầu thôi. Đầu tiên á, thì mình nói về cái mà lên đồng nhập xác này trước nha mọi người. Thì thực ra không chỉ ở mỗi Thái Lan có đâu, mà ở Việt Nam mình cũng có, Trung Quốc cũng có nữa. Giống như đây là một cái văn hóa hết sức là bình thường luôn á. Và nó xuất phát á, từ rất là xưa rồi, hình như là thời kỳ đồ đá này nọ nó đã có rồi á. Tại vì mọi người thử tưởng tượng xem, giống như là ngày xưa á, khi mà có những cái hiện tượng siêu nhiên xảy ra thì con người sẽ không có tìm được cách giải thích hợp lý cho nó. Giống như là bão nè, lũ lụt nè, sóng thần nè, động đất nè, núi lửa phun trào chẳng hạn, thì người xưa người ta sẽ không thể nào mà người ta giải thích được nó, cho nên là họ sinh ra một cái nỗi sợ á, và họ sẽ tìm cách để mà giải thích mấy cái đó, giống như là sấm chớp từ đâu ra, chắc là từ ông thần này ông thần kia chẳng hạn, mưa là từ đâu, sóng thần hoặc là động đất núi lửa thì chắc là do một vị thần nào đó nổi giận chẳng hạn, hoặc là do ma quỷ hoành hành gì đó đó. Họ có cái những cái niềm tin như vậy, sau đó thì họ có những cái nghi lễ giống như là cúng kiến rồi cái gì ta, cống nạp hả, hoặc là tế thần này nọ đó đó, để cho họ giống như là họ cảm thấy yên tâm hơn về cái sự giải thích đó của mình. Nhưng mà như vậy thì vẫn chưa đủ, họ cần thêm một cái phương tiện để mình có thể liên lạc được với thần linh hoặc là ma quỷ đó. Thì cái phương tiện đó đó, trong tiếng Việt mình thì có thể tạm gọi là bà đồng á mọi người, giống như là cái người đó sẽ là cái người mà để cho thần linh hoặc là ma quỷ hoặc là bất kỳ một cái linh hồn nào đó nhập vào cái xác của người đó, nói cho con người nghe là nhà ngươi làm như vậy đã sai rồi, hoặc là nhà ngươi còn phải cúng kiến cho ta như thế này, hoặc là sẽ giúp chữa bệnh cho người khác nữa. Thì cái đó là một cái niềm tin rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thời hiện đại á, thì vẫn còn mấy cái mà giống như là lên đồng nhập xác như vậy, nhưng mà nó đã ít ít rồi á mọi người, tại vì bây giờ thời hiện đại mà người ta đã có cái cách giải thích bằng khoa học cho những cái hiện tượng tự nhiên rồi, giống như là dịch bệnh nè thì cũng có thể giải thích được đúng không, hoặc là sóng thần động đất núi lửa hoàn toàn có thể giải thích được, cho nên là con người mình không có còn cái nỗi sợ đó nữa. Nhưng mà đôi khi á, thì kiểu như nó là một cái niềm tin mà mọi người, cho nên là đôi khi người ta vẫn tiếp tục giữ cái niềm tin đó, và cái bộ phim này cũng vậy nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu phân tích cái trailer của cái phim này nha mọi người. Đầu tiên á, ở khoảng giây thứ 16 á, thì nó có xuất hiện hình ảnh một cái khu rừng, xong rồi nó sẽ có một cái miếu nhỏ nhỏ ở đây. Thì đây á, là một cái miếu thờ Phỉ Pù Ta. Đó, Phỉ Pù Ta thì nó giống như là một cái thần linh hả? Mặc dù trong tiếng Thái chữ phỉ có nghĩa là ma, nhưng mà Phỉ Pù Ta này thì nó giống như là thần linh phù hộ cho cái ngôi làng đó vậy đó mọi người. Giống như là ông bà tổ tiên phù hộ cho cái ngôi làng này, bảo vệ con cháu ở trong cái ngôi làng này. Và người dân thì rất là kính trọng cái chỗ này. Con nít khi mà chơi giỡn thì sẽ không có chơi giỡn gần cái miếu này, tại vì sợ sẽ làm phiền Phỉ Pù Ta ở trong đó. Với cả là khi mà người ta đi ngang cái chỗ này nè, hoặc những người nào mà muốn ra khỏi làng, hoặc là những người nào mà đi tới làng chẳng hạn, thì người ta sẽ tới đây giống như là người ta khấn, giống như là để ý cho mình được lên đường thượng lộ bình an á mọi người. Đó, và cái chữ Phỉ Pù Ta này nè, khi mà phân tích á, chữ Phỉ có nghĩa là ma, Pù có nghĩa là ông nội,
ta có nghĩa là ông ngoại, phỉ bù ta thì dịch sang tiếng Việt mình nó giống như là ma, ông nội, ông ngoại, vậy á, giống như là ông bà tổ tiên ngồi ở trong đó để phù hộ cho dân làng. Thì đây là một cái niềm tin của người Y Sản nằm ở phía Bắc Thái Lan á. Tiếp theo á, là vào giây thứ 20 của cái trailer này, mọi người sẽ thấy đây ở trước nhà có treo một cái áo màu đỏ đỏ đúng không? Đó, mọi người cứ nghĩ là chắc cái này là người ta phơi áo thôi, nhưng mà mọi người để ý nè, nhà này cũng có treo cái áo màu đỏ, nhà kế bên cũng treo cái áo màu đỏ, nhà kế bên nữa cũng treo cái áo màu đỏ luôn. Tổng cộng ở đây chúng ta sẽ thấy là có tới tận 4 cái áo màu đỏ lận. Thì đây cũng là một cái nét văn hóa mọi người. Đây, người ta sẽ treo một cái áo màu đỏ ở trước nhà, ở cái vị trí mà rất là dễ nhìn thấy, như mọi người thấy không? Tại vì người ta tin rằng á, có một cái loại ma nó tên là ma quá phụ, phỉ me mai. Thì ma quá phụ này nè, là quá phụ có nghĩa là chồng chết á mọi người, thì nó sẽ đi quyến rũ trai trẻ ở trong làng, cho trai trẻ đi theo mình, thì sau đó là giết chết luôn. Đó, do đó thì nếu mà ở trong làng á, trai trẻ liên tục chết á, thì người ta sẽ tin rằng là do ma quá phụ hoành hành. Đó, cho nên người ta sẽ làm một cái hành động, đó là người ta treo cái áo đỏ ở trước nhà để cho ma quá phụ biết đó là nhà này không có đàn ông, kiểu như vậy á, kiểu như treo như vậy là để đuổi ma quá phụ đi á. À, nét văn hóa này hay đúng không? Cái này mình cũng mới biết luôn á mọi người, tại vì mình thắc mắc không hiểu là sao là ở cái trailer này nó lại treo mấy cái áo đỏ đỏ ở trên đó. Sau mình đi tìm hiểu thì mình mới biết cái này luôn á. Rồi tiếp theo nha. Ở giây số 28 thì mình sẽ thấy có một nguyên một cái cánh đồng luôn, xong rồi ở giữa đồng nó có một cái miếu nhỏ nhỏ nè mọi người, dựng lên nhìn giống như cái bàn thiêng ở Việt Nam mình á, nhưng mà cái này nó hơi khác một tí. Thì cái này á, nó là một cái chỗ thờ phỉ ta hét, cũng là cái niềm tin của người Y Sản ở phía Bắc Thái Lan luôn. Thì người ta theo niềm tin của người Thái á, thì phỉ ta hét là cũng là một loại ma hoặc là thần linh để chăm lo đồng ruộng, chăm sóc cây cối và đem tới cuộc sống ấm no cho người dân. Kiểu như là phỉ ta hét sẽ là một người mà chăm sóc cây cối nè và lúa gạo của mình ở trên đồng, hoặc là coi nước tưới tiêu đồ này nọ để đảm bảo là cái vụ mùa của mình sẽ thành công như vậy á. Do đó thì ở ngoài ruộng người ta sẽ làm một cái chỗ thờ như vậy nè mọi người. Và thường á, một năm người ta sẽ cúng 2 lần, trước khi cày ruộng và sau khi thu hoạch. Kiểu như là cúng trước khi cày ruộng á, để cho là hy vọng á, là phỉ ta hét sẽ giúp cho họ có một cái mùa màng tốt, thuận lợi bội thu. Và cái lần cúng thứ hai á, là sau khi thu hoạch, cũng như cúng để cảm ơn phỉ ta hét tại vì đã giúp cho họ có một mùa màng thuận lợi, giống như vậy á, sẽ cúng 2 lần. Và ở đây mình đọc được á, thì thường người ta sẽ cúng bằng rượu nè, bằng con gà luộc nè, hoa, xôi và thuốc lá. Có cúng thuốc lá nữa. Chắc giống như là phỉ ta hét là một người đàn ông lớn tuổi á, cho nên là vẫn còn hút thuốc lá thì phải. Cái này cũng không biết nha, đoán thôi à. Đó, đây là một cái niềm tin mà rất là quan trọng đối với người Y Sản luôn á mọi người. Tại vì cái khu đó người ta trồng lúa mà đúng không? Thì cái niềm tin gì đó mà nó gắn với cái mùa màng của người dân thì nó là một cái niềm tin rất là quan trọng đúng không? Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh này nè mọi người, ở giây số 9. Cái này thì mình cố ý mình kể sau á, tại vì nó có một cái rất là mắc cười muốn kể cho mọi người nghe. Rồi bây giờ mọi người nhìn nè, nó sẽ có hình dáng giống như là cái miếu vậy đó. Xong mà ở phía trong nó sẽ có những cái cột như vậy nè. Thì ở cái chỗ này nè, người ta gọi là bư ban. Bư ban. Cái chữ này mình cũng mới biết luôn á mọi người, mình cũng không có hiểu rõ về nó nữa. Và sau khi mình đọc á, thì nó có những cái thông tin gì mà nó là một cái khu thờ ở giữa làng và nó đặt những cái cây gỗ, những cái cây gỗ như mọi người đang thấy ở đây nè. Xong đó rồi nó sẽ cúng kiến và người ta tin rằng những cái cây gỗ này nè, người ta sẽ mời linh hồn của thần linh này nọ vào ngự trong những cái cây gỗ đó, giống như là một cái chỗ dựa cho dân làng vậy đó. Cụ ở đây cũng không có nêu rõ là những cái cây gỗ này nè sẽ có thần linh hoặc là ma quỷ gì vào ngự ở đây, mà giống như nó chỉ là một cái chỗ để người ta đặt một cái chỗ dựa tinh thần của người ta vào đó thôi. Và cái chỗ này nè, khi mà ai đi xa hoặc là ai mà trở về làng á thì đều tới đây để khấn cái chỗ này hết á. Nhưng mà khi mà mình xem cái này mọi người, mình thấy có một cái rất là đặc biệt. Mọi người có thấy những cái cây gỗ ở đây nè, nó được điêu khắc cái hình giống như là hình dương vật á, mà người ta hay gọi là Linga. Đây cũng là một cái thờ mà giống như người Việt Nam mình á, người Việt Nam cũng thờ Yoni với lại Linga. Còn ở bên Thái á, thì người ta cũng có cái quan niệm đó nữa mọi người. Và nhắc tới đây á, thì mình lại nhớ một cái này mình muốn kể cho mọi người nghe nè, rất là mắc cười. Đây đây đây.
Mọi người thấy cái ảnh đấy không? Mọi người thấy ở giữa đường người ta dựng lên một cái liên gai như vậy. Nó rất là khổng lồ luôn á mọi người. Có một thời ở bên Thái á, người ta giống như là người ta xôn xao về cái chuyện này, tại vì nhìn á, giống như là nhìn nó mắc cười á. Và cái nguyên nhân mà khi mà người ta dựng lên cái tượng này nè là người ta nói là tại vì cái khu này nè nó không có mưa, kiểu như là nó hạn hán, nó không có mưa luôn. Mà niềm tin của người dân ở đây á là họ tin rằng nếu như mà trời không có mưa á, thì họ sẽ dựng tượng của cái liên gai như vậy nè đó, thì sau đó trời sẽ mưa đó. Và cái này á thì người ta đắp bằng đất sét với lại bùn nhão á mọi người, sau đó thì người ta sơn màu lên, sau đó thì họ khấn vái và họ tin nó làm như vậy thì trời sẽ mưa, mà mưa thật mọi người. Sau đó thì mưa 2 lần, hình như là ngày hôm sau á mưa 2 lần, cho nên là người ta càng tin vào cái niềm tin của họ nữa. Và họ nói là cái này dựng là dựng như vậy thôi chứ không có nguy hiểm gì đâu, tại vì nếu như mà mưa lớn á thì nó sẽ tan ra, tại vì nó làm bằng bùn đất hoặc là đất sét này nọ. Với cả nhiều người sẽ lo là bây giờ nếu mà cái này là dựng ở giữa đường như vậy á thì nó có nguy hiểm không, nhưng mà xe cộ chạy qua có nguy hiểm hay không, thì người ta mới nói là cũng đâu có nguy hiểm gì đâu, tại vì cái đường mà hướng này nè nó là đường cục, nó là đường cục, không có ai chạy qua hết trơn á. Với cả dựng như vậy còn hạn chế tai nạn nữa, tại vì khi mà ta chạy xe ngang qua tự dưng thấy một cái dựng đứng lên như vậy sao mà người ta mới tò mò, người ta mới dừng lại, người ta ngó giống như vậy thì làm sao mà chạy nhanh để gây ra tai nạn được đó. Nó có một giai đoạn hình như là vào tháng trước thì phải, ở bên Thái cái vụ này gần gần luôn, động mắc cười lắm, mà bây giờ mình mới nhớ để kể cho mọi người nghe. Thì nó cũng chỉ là niềm niềm tin của họ mà thôi. Và cái tục mà thờ Liên Gia với lại Yoni ở Việt Nam mình á, theo mình nhớ thì nó được gọi là tín ngưỡng phồn thực á mọi người. Đó, những bạn nào mà học cơ sở văn hóa Việt Nam hồi đại học á thì chắc là sẽ biết. Rồi tiếp theo còn cái này nữa nè. Vào 1 phút 15 giây thì chúng ta sẽ thấy một cái hành động là người ta cầm cái nhang này nè mọi người, xong người ta cắm ngược vô cái bát hương. Đó, thì cái hành động này nè khi mà tìm hiểu á, thì nó nói là cắm hương ngược á, là cái hành động không tốt, tại vì nó sẽ làm hại đến linh hồn hoặc là khiến cho linh hồn không thể nào siêu thoát được. Đó, và cái hành động mà cắm hương ngược ở trong cái trailer này nè thì nó sẽ có ý nghĩa là giống như là hồi sinh tử thi hoặc là triệu hồn các vong linh lang thang. Đó, cái hành động này nè mọi người. Và cái hành động mà cắm hương ngược như vậy nè, trong tiếng Thái nó sẽ gọi là bạc thuốc lập hủa. Bạc là cắm, thuốc là nhang, lập hủa là ngược đầu. Bạc thuốc lập hủa là cắm nhang ngược đầu. Đó. Và tiếp theo thì vào 1 phút 08 giây thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh là người ta đập cái quả trứng á mọi người, đập quả trứng xong rồi ở phía trong nó toàn là cái gì đen đen, mùi hôi thối á. Thì cái này mình nghĩ là những bạn nào mà chăm xem mấy cái phim ma của Việt Nam á thì sẽ thấy mấy cái mà chơi ngải á, người ta sẽ lăn 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 cái trứng ở trên người á. Cái này cũng tương tự nè mọi người, người ta sẽ giống như người ta sẽ có một cái niềm tin đó là đối với những người nào mà bị chơi ngải hoặc là bị yểm bùa hoặc là những người nào mà có người nhập vào người á thì mình lấy một cái quả trứng, sau đó thì mình lăn trên người của họ, lăn 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 trên người của họ, sau đó thì mình đập quả trứng ra thì trong quả trứng nó sẽ đen thui, nó sẽ là do máu nè, hoặc là ở trong đó nó còn có tóc nữa, hoặc là đinh nè, hoặc là kim nữa đó. Bạn nào xem phim Việt Nam thì chắc là sẽ thấy, tại vì phim Việt Nam hình như cũng từng có cái kiểu này nữa nè đó. Còn những cái mà sâu hơn về phim, những cái chi tiết nhỏ nhỏ trong phim á thì mình không biết, cho nên là mình chưa có dám nói cho mọi người nghe, tại vì mình không có coi phim này. Ừ, mình chỉ tại vì sợ ma, thật ra rất là muốn coi để mà review cho mọi người á, nhưng mà thôi sức người có hạn mọi người ơi, mình biết là mình là người sợ ma cho nên là hạn chế xem đỡ bị ám ảnh á. Cho nên là những bạn nào mà phát hiện những cái chi tiết nào hay á, mình có thể comment ở dưới đây để chúng ta cùng thảo luận nha mọi người. Và bạn nào yêu thích video này thì có thể nhớ đăng ký kênh cho mọi người để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa. Rất là cảm ơn mọi người đã xem nha. Hôm bữa coi cho nhóm yêu tiếng Thái đó mọi người review cái phim này bảo là hay, xong rồi mình cũng tò mò mình coi, nhưng mà vừa vào mấy phút đầu thôi là ok thôi cái phim mình coi không được rồi, tại vì nó u ám quá, xong rồi mình chỉ coi ngắt từng đoạn thôi. Xong rồi tới cái đoạn mà quay camera ở trong nhà đó, xong mà thấy cô gái này đi bằng bốn chân á mọi người, bò 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 bằng bốn chân, mình cũng tò mò mình coi tiếp. Xong rồi tự dưng cái con ma đó này nó nhảy vào cái camera, nhảy lên vậy nè, hết hồn. Thôi ok, quyết định là không coi nữa. Đau tim lắm luôn á, cho nên là thôi không coi đâu.